Hello, xin chào các bác, rất vui lại gặp lại các bác trong chương trình của ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Salon ô tô Chữ Tín xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã chú ý và theo dõi chương trình của chăm sóc xe hơi Chữ Tín và chương trình của ô tô Chữ Tín. Rất kính mong các bác hãy ấn chuông và ấn like, ấn đăng ký kênh để các bác được theo dõi những cái clip chia sẻ cũng như là những chiếc xe chất lượng được chia sẻ và bán ra trên thị trường mà do chính Chữ Tín sưu tầm về và cũng như là những cái kiến thức mà Chữ Tín có được để chia sẻ cho các bác. Và kênh YouTube chăm sóc xe hơi Chữ Tín cũng là một trong cái chủ đề chính là mua bán ô tô cũng như là chia sẻ về kỹ thuật và chăm sóc xe ô tô. Nó là hai cái yếu tố mà Chữ Tín muốn tạo dựng lên cái kênh của Chữ Tín và đó là chủ đề chính của chương trình ô tô Chữ Tín. Và sản phẩm của ngày hôm nay Chữ Tín giới thiệu đến quý anh chị và các bác đó là chiếc xe Honda HR-V đời 2019 bản L, nghĩa là bản đủ, và giá dự kiến bán ra của Salon ô tô Chữ Tín là 715 triệu. Nói đến dòng xe Honda nói chung và Honda HR-V nói riêng thì về cơ bản Honda là một trong những cái tập đoàn có thế mạnh về cái codo thiết kế trẻ trung và mang hơi hướng của giới trẻ cũng như là mang hơi hướng của những chiếc xe thể thao. Đó là thế mạnh của dòng xe Honda nói chung và HR-V nói riêng. Và đây cũng có thể nói riêng về những dòng xe Honda, nó là hội tụ cả hai codo thiết kế của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhiều khi mà các bác muốn sở hữu một chiếc xe, có những người thích cái codo thiết kế trẻ trung, nhưng cũng có những người lại thích ăn chắc mặc bền, và có những người thì lại thích tiện nghi. Bởi vậy mà khi đi mua những chiếc xe, chúng ta bản thân trong tư tưởng, trong con người chúng ta đã có sự mâu thuẫn về suy nghĩ, về lựa chọn cái sản phẩm làm sao để hội tụ được càng nhiều những cái mình yêu thích càng tốt. Bởi vậy mà nhiều khi có những người đã đánh đổi cái sự trải nghiệm đó bằng cách là mua một chiếc xe ô tô Trung Quốc để trải nghiệm về những cái công nghệ tiện nghi, và mua những chiếc xe Hàn Quốc để trải nghiệm về sự trẻ trung cũng như là kết hợp với cả sự tiện nghi. Bởi vậy mà những chiếc xe Honda nói chung và Honda HR-V nói riêng, nghĩa là họ đã nắm bắt được cái nhu cầu của khách hàng và ngắm đến cái đối tượng mà cần tiếp cận những cái sản phẩm đó. Bởi vậy mà Honda đã đưa ra rất là nhiều những cái phiên bản trên những cái mẫu xe của mình, mà điển hình là dòng xe sedan điển hình cho Honda đó là Honda City. Và Chữ Tín sẽ công bố thêm một số những cái điểm ấn tượng của những chiếc xe Honda đã có những cái bước đột phá cũng như là gặt hái được những thành công trên cái thị trường ô tô Việt Nam, mà điển hình là Honda City là một trong những cái sản phẩm mà trong quý đầu năm 2022 đã đứng đầu phân khúc hạng B, và cũng như là dòng CR-V cũng là một trong những cái dòng bán chạy ở phân khúc SUV bản cái ở cái phân khúc tiền là tiệm cận với những người sang trọng và có tiền và sở hữu những chiếc xe sang, nói ở các góc độ là ở Việt Nam nói riêng. Còn ở nước ngoài thì nhiều khi những chiếc xe Mercedes hoặc Mercedes E vẫn chưa phải là những chiếc xe sang, nhưng tuy nhiên với cái thị trường Việt Nam thì có thể người ta ấn định và mặc định những chiếc xe CR-V và những chiếc xe HR-V mà Chữ Tín đang quay đây, nó là một trong những cái phiên bản tiệm cận của những chiếc xe sang đi và nhu cầu là những cung đường nội đô. Tuy nhiên với những người mà không có tiền
cũng như là thấy những chiếc xe CRV với cái kiểu dáng to quá và nó không phù hợp với cái công việc cũng như là cung đường của mình đi, thì cái chiếc xe HRV này là một cái sự lựa chọn tối ưu cho một chiếc xe thu nhỏ hơn một chút xíu. Tuy nhiên chiếc xe này nó lại to hơn rất là nhiều với những cái chiếc xe SUV cỡ nhỏ như dòng xe EcoSport hay là những chiếc xe Total Race và những cái chiếc xe Xpander chẳng hạn. Xpander về chiều rộng không thể rộng bằng chiếc xe này được. Tuy nhiên nó là một chiếc xe 7 chỗ, bởi vậy cái thân xe được kéo dài hơn. Và những chiếc xe này, phải nói với mọi người, nó hội tụ, chữ Tín quay lại chủ đề là nó hội tụ được cả 3 yếu tố bền, bởi nó là một chiếc xe Nhật và bởi nó là một chiếc xe Honda, nó đã có thâm niên và chinh phục người dân và cũng như là sự thành công của Honda trên thị trường thế giới nói chung. Đó là về độ bền thì chúng ta không cần phải nghĩ và cũng không cần phải đắn đo. Nhưng còn về độ cô đô thiết kế trẻ trung, nhiều khi chúng ta phải đánh đổi với những chiếc xe Trung Quốc. Vì sao? Vì chúng ta thích cái kiểu dáng của nó. Một chiếc xe mà muốn tồn tại thị trường Việt Nam, nó phải hội tụ cả 3 yếu tố: bền, đẹp, trẻ trung và tiện nghi, hiện đại. Thì chiếc xe này nó hội tụ cả 3 yếu tố đó. Một chiếc xe rất là hiện đại mà mọi người nhìn thấy ở phần đèn pha của chiếc xe. Tuy nhiên chiếc xe này là bản L, nghĩa là bản đủ. Bởi vậy mà tất cả hệ thống đèn pha đều là full LED hết các bác nhé. Thậm chí là ở phần dưới đèn 3 đờ sốc cũng vậy, cũng là full LED. Chiếc xe này chữ Tín lấy về là chưa hề lau chùi hay đánh bóng, dọn dẹp gì cả, mà chữ Tín thấy người chủ xe rất là giữ gìn và tự tin. Quay luôn để cho các bác tiếp cận được chiếc xe, và cái việc lau chùi thì chữ Tín sẽ phục vụ các bác sau. Và bây giờ chữ Tín và các bác sẽ vào phần nội thất của chiếc xe để xem chiếc xe nó có những cái gì cần khám phá và có đúng tiện nghi như chữ Tín nói hay không. Chiếc xe này là chiếc xe bản L, bởi vậy mà nó đã được sở hữu rất là nhiều những cái option, bao gồm điều hòa tự động để ấn nổ start stop, gẩy số vô lăng, tích hợp vô lăng, cruise control, ga kiểm soát hành trình, đàm thoại rảnh tay. Và cái điều thú vị nhất ở chiếc xe này đó là đã được kết hợp hệ thống phanh tay điện tử và hệ thống auto hold. Ngoài ra thì ở phía bên kia chữ Tín cũng có nhìn thấy là chiếc xe không chỉ là một chiếc xe tiện nghi mà là còn là một chiếc xe với độ an toàn rất là cao, khi chiếc xe đã được sở hữu hệ thống chống trơn trượt và được trang bị khá là nhiều túi khí, lên tới 8 túi khí trên chiếc xe này. Phải nói với các bác là khi các bác đi mua xe thì có lẽ điều quan trọng là chúng ta cũng phải để ý đến cái tính năng an toàn của chiếc xe. Chứ nhiều khi chữ Tín thấy là người Việt Nam hay có một cái thói quen là hay để ý đến cái cô đô thiết kế và kiểu dáng nhiều hơn là để ý đến độ an toàn của chiếc xe. Mà cái điều chính nhất mà khi chúng ta tham gia giao thông đó là độ an toàn của chiếc xe. Ngoài ra thì khi nói đến những cái dòng xe Honda thì phải nói là đó là một trong những cái công nghệ gọi là công nghệ xanh mà Honda hướng tới, đó là thân thiện với môi trường. Bởi vậy mà hệ thống động cơ luôn luôn được chú trọng đến lồng độ khí thải, gọi là hiệu ứng cái lồng độ khí thải cũng như là cái khí thải của ô tô, nó gây cái hiệu ứng nhà kính cũng như là làm cho trái đất bị nóng lên cũng như là tàn phá môi trường của chúng ta khá là kinh. Bởi vậy mà Honda luôn luôn thân thiện và gần gũi với môi trường và cho ra cái sản phẩm nào cũng vậy, trong đó có HRV, nghĩa là động cơ Eco. Nó là một trong những cái tính năng tiết kiệm nhiên liệu khi chúng ta đi ở đường phố. Đấy là một trong những cái điểm cộng của chiếc xe này. Và hệ thống chống trơn trượt thì chữ Tín cũng đã nói với mọi người rồi. Tuy nhiên chữ Tín có quên một cái chi tiết nữa, đó là chiếc xe này đã được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm xung quanh xe. Tuy nhiên bởi chiếc xe này nó cũng có cả camera lùi theo xe các bác nhé. Camera lùi theo xe, chữ Tín và các bác sẽ... Chiếc xe này có camera lùi theo xe rồi. Đó,
cam hành trình là chủ xe lắp thêm. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất là nhiều điều để khám phá trên chiếc xe này. Đó là chiếc xe được sở hữu đèn pha tự động các bác nhé, đèn pha auto và gạt mưa cũng là gạt mưa tự động. Các bác nhìn hệ thống gạt mưa đã có chữ auto. Đó cũng là một trong những cái điểm cộng và tiện nghi của chiếc xe này mà các bác cần biết. Ngoài ra thì chiếc xe cũng đã được sở hữu hệ thống cửa lock, mà cửa lock này là cửa lock toàn cảnh các bác nhé. Đây là hệ thống cửa lock toàn cảnh của chiếc xe này đang được đóng lại. Chưa hết đâu, chiếc xe còn được sở hữu ghế điện nữa các bác nhé. Đó, ghế điện. Rất là nhiều những cái tính năng. Gương gập điện. Gương gập điện. Kính auto. Kính một chạm các bác nhé. Đấy cũng là một trong những cái tính năng mà chữ tín cần phải đưa ra cho các bác, công bố cho các bác. Hệ thống âm thanh của chiếc xe này khá là hay, khi trên xe được sở hữu rất là nhiều loa. Rất là nhiều loa. Mà chữ tín nhìn thấy ở đây là lên tới 6 cặp loa. Chiếc xe thì rất là mới rồi các bác nhé. Mới lắm. Chữ tín không làm hàng lởm, không làm thiếu trách nhiệm. Honda luôn luôn là chú trọng tới cái độ an toàn các bác ạ. Nhiều chiếc xe là như đầu chương trình chữ tín có nói đấy, là các bác hay để ý đến kiểu dáng nhiều hơn là độ an toàn. Tuy nhiên là chúng ta cần phải học những cái văn hóa của phương Tây, nghĩa là người ta chú trọng đến cái vấn đề an toàn và vấn đề chất lượng nhiều hơn là vấn đề kiểu dáng. Tuy nhiên người Việt Nam thì hay, người Á Đông chúng ta thì hay diêm dúa, hay phải nói với nhau là thích bóng bẩy bên ngoài. Đấy là một cái thực trạng của người Việt Nam nói riêng. Và mọi người cũng có thấy không ạ, cái thực trạng người Việt Nam ấy, thì là nhiều khi đi mua một cái chiếc xe đẹp, đi mua thậm chí là không có thì đi vay, xong là cố mua lấy một cái chiếc xe mà mình yêu thích, xong về thì chăm chút rất là nhiều. Và đương nhiên cái việc chăm chút là tốt, nhưng mà phần lớn ấy, thì lại hay chăm chút không đúng cách. Mà chữ tín thấy là thường thì hay nắp những cái tiện nghi trong xe mà quên đi những cái phần bảo dưỡng. Bởi vậy mà chữ tín cũng thay mặt các bác và hiểu được cái nhược điểm và cái thói quen của người dùng. Bởi vậy mà chữ tín đã thay mặt các bác bảo dưỡng toàn bộ chiếc khi giao. Và chữ tín đồng hành với các bác về mặt chất lượng là một năm. Đó là một cái điều mà các bác cần biết của phía salon chữ tín, là khác hẳn so với cái phong cách phục vụ của những salon khác. Chữ tín không biết là những salon khác họ to đến đâu, họ phục vụ các bác đến đâu, nhưng chắc chắn này, chiếc xe lốp sơ cua chưa hạ các bác nhé, lốp sơ cua chưa hạ, thậm chí là tất cả những cái dụng cụ tháo mở cho việc thay thế lốp đều chưa dùng một lần nào. Đó, chiếc xe vẫn còn những cái bẩn do người chủ và thời gian đem lại. Cái việc này sẽ để cho chữ tín, để chữ tín phục vụ các bác dần dần. Chúng ta hãy để ý đến cái chất lượng của nó thôi và độ đẹp của nó thôi ạ. Cái chiếc xe này là ghế da theo xe, nên là lúc nãy là quên không nói ghế da theo xe, mà phần ghế da của nó còn khá là đẹp và chưa có hiện tượng bị rách hay bị trùng hay bị xuống cấp. Đó, chữ tín và các bác sẽ đây, phần da của vô lăng đây, nó chỉ gọi là hơi có cái hiện tượng bong bóng một chút thôi, vì người chủ không bọc. Nhưng mà chữ tín thấy là chiếc xe này, ngoài cái việc mà sở hữu điều hòa tự động ra, auto hold ra và gọi là phanh tay điện tử ra, thì chữ tín thấy là nếu như nói gọi là nói nếu như thôi nhá, người chủ hoặc là các hãng Honda mà lĩnh hội thêm được một cái option nữa, đó là cam 360, thì phải nói là chiếc xe này hoàn hảo về mặt đồ chơi, nội thất cũng như là về mặt tiện nghi cần có cho theo xu hướng
Tuy nhiên là các bác không cần phải quá quan tâm, vì chúng ta chỉ bỏ ra khoảng 13 triệu thôi là chúng ta có thể sở hữu được một cái màn hình Android với cái cấu hình rất là cao rồi. Ngay từ đầu chương trình, chữ Tín đã nói là chiếc xe Honda nói chung và Honda HR-V nói riêng, trên tất cả những dòng xe Honda thì Honda đã áp dụng tất cả những cái công nghệ tiên tiến nhất để nhằm mục đích cải thiện về vấn đề môi trường và nồng độ khí thải thải ra môi trường. Bởi vậy mà chiếc xe hết sức là tiết kiệm nhiên liệu, bởi nó đã được sở hữu hệ thống van biến thiên. Tuy nhiên và nó cũng phải kết hợp rất là nhiều những cái yếu tố và yếu tố mà dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu được tinh giảm đi, đó là về cấu trúc, về cấu tạo và về cơ khí chính xác, cũng như là về hệ thống điều khiển điện tử chính xác của Honda đem lại và kết hợp với hộp số CVT. Bởi vậy mà chiếc xe Honda HR-V này với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 6 lít trên 100 km, với một chiếc xe nặng gần 2 tấn. Phải nói với các bác là một điều tuyệt vời, một điều tuyệt vời. Và chiếc xe thì mọi người nhìn đây, người chủ xe đây, mọi người nhìn ở khu vực này nó vẫn còn rất là bẩn nhá, vì chữ Tín chưa hề lau chùi nó. Đây là vẫn là nguyên của chủ xe đem về như nào, vẫn là nguyên như thế, nên là chữ Tín quay luôn, chữ Tín tự tin luôn mà, vì nó đẹp quá, tất cả những con ốc đều zin hết. Với những chiếc xe của chữ Tín bán ra thì nói không với cái từ đâm va và nói không với cái từ bổ máy các bác nhé. Đây là hệ thống van biến thiên, đó là một trong những cái cơ cấu mà dẫn đến cái nhiên liệu của chiếc xe Honda HR-V nói riêng được cải thiện khá là nhiều so với nhiều những cái công nghệ cũ khác. Chiếc xe rất là đẹp và zin, và khẳng định nó là một trong những cái sản phẩm sẽ đem lại được cái giá trị niềm tin và giá trị ổn định cho mỗi gia đình chúng ta. Rồi, chương trình chữ Tín đã giới thiệu xong toàn bộ chiếc xe và chất lượng của chiếc xe. Bây giờ thì đến một cái công đoạn cuối cùng, đó là một lời chào thân ái và một lời chúc. Xin chúc tất cả các bác công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Xin chào các bác. Các bác nhớ ấn chuông, ấn like, ấn đăng ký kênh trên hai kênh của chữ Tín đã thiết lập, đó là Chăm Sóc Xe Hơi chữ Tín và chữ Tín Ô Tô các bác nhé. Các bác giúp chữ Tín để chữ Tín ngày một phát triển và lớn mạnh, cũng như là chữ Tín sẽ cố gắng đưa ra cho các bác những cái sản phẩm chất lượng, cũng như là truyền tải cho các bác những cái kiến thức bổ ích về chăm sóc, sửa chữa những chiếc xe của gia đình mình các bác nhé. Xin chào.